Du Jae-hwan, cậu bé người vượn bị ghét bỏ vì xấu xí và hành trình thay đổi ngoạn mục thành quý ông sang chảnh. Không có quyền được lựa chọn hình dáng khi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống. Từng nổi tiếng khắp nơi vì thân hình đầy lông, cuộc sống hiện tại của cậu bé người vượn năm xưa có lẽ giờ đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Năm 1979, cậu bé Du Jae-hwan, Liêu Ninh, Trung Quốc sinh ra khiến nhiều người khiếp sợ bởi cơ thể đầy lông lá của mình. Toàn thân mặt mũi em phủ kín đầy những sợi lông đen xì, bị ví như người vượn. Bố mẹ Du ban đầu rất vui mừng phấn khởi bởi biết đứa trẻ trong bụng là con trai. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con, mẹ Du sốc đến nỗi ngất lịm đi. Bà cũng mất một khoảng thời gian rất dài để chấp nhận được hình hài kỳ dị của con trai. Ngược với biểu hiện xa lánh con của vợ, bố Du lại cố gắng tỏ ra quan tâm và yêu thương vì tội nghiệp con. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, từ năm 2 tuổi, tuyến lông của Du bắt đầu phát triển mạnh hơn nữa, lông mọc dài, rậm và đen cứng ở khắp cơ thể anh. Lúc ấy, 96% cơ thể em bị bao phủ, hết bởi lông. Lông mọc rậm cả trong tai khiến em thậm chí không thể nghe được âm thanh. Ngay từ khi những hình ảnh của Du được đăng tải lên mạng và truyền thông, em trở nên nổi tiếng khắp nơi vì ngoại hình khác biệt của mình. Khoảng năm 2002, Du cũng được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì là người nhiều lông nhất thế giới. Các bác sĩ cũng tò mò về ca bệnh hiếm nên thường tìm gặp để nghiên cứu về dạng biến đổi gen này. Dù có tuổi thơ không mấy vui vẻ, vì biết ngoại hình người vượn của mình rất xấu xí, cậu bé chẳng dám đi ra khỏi nhà, không muốn đến trường đi học và sống hoàn toàn khép kín. Sự chê bai kỳ thị của những người xung quanh khiến cậu bé từng vô cùng ám ảnh. Tuy nhiên lớn dần hơn, Du đã can đảm biến nỗi sợ của mình thành sức mạnh. Cậu bắt đầu học cách yêu lấy ngoại hình khác người của mình, tự gọi mình là kinh công, tự phá vỡ định kiến xã hội với vẻ bề ngoài. Hơn thế nữa, những cơ hội cũng dần đến với anh. Du thường xuyên được mời trả lời phỏng vấn về ngoại hình đặc biệt của mình. Thậm chí anh còn được mời làm diễn viên và kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào vai những nhân vật kỳ quái. Cuối cùng, kinh công phiên bản đời thực còn trở thành một ca sĩ nhạc rock khá có tiếng và thành công. Sự nghiệp và cơ hội cứ dần đến với anh như một cái duyên. Nhiều người hâm mộ yêu thích anh bởi giọng hát và cả cách anh trân trọng hình hài bản thân mình dù cho nó không mấy hoàn hảo. Năm 2008, Du lại gây xôn xao dư luận khi công khai đăng ký vào bảng khai cho một công ty hẹn hò trực tuyến vì mong muốn tìm được một cô gái phù hợp. 96% cơ thể tôi là lông, tôi biết mình xấu, nhưng cũng biết cuộc đời mình cần có tình yêu. Những người tôi gặp không có đủ thời gian để tìm hiểu sâu hơn về con người tôi. Bố mẹ tôi nói rằng có lẽ tôi sẽ khó mà kiếm được cho mình một người phụ nữ để gắn bó. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng trên mạng hoặc đâu đó sẽ vẫn có những người yêu tôi vì con người thành thật và chân thành bên trong, chứ không phải ngoại hình khó gần này, Du nói. Truyền thông Trung Quốc cho biết Du hiện đã có bạn gái nhưng chưa kết hôn. Ở tuổi 41, anh Du có cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn nhờ thu nhập đến từ việc ca hát. Anh nói rằng giờ đây những lời gièm pha từ người ngoài chẳng còn đủ sức làm vướng bận lòng anh. Cuộc sống của anh sẽ chỉ tập trung cho gia đình và bản thân. Ngoài câu chuyện đầy kỳ lạ về ngoại hình của anh chàng Du Jae-hwan ở Trung Quốc ra, thì trước đó dân mạng không khỏi bất ngờ trước hình ảnh của tác giang đời thật Ellie. Không giống như cậu bé người vượn trên mình đầy lông lá, Elle lại có một gương mặt và cách sinh hoạt như một chú vượn hoang dã thực sự. Điều này cũng khiến cho cuộc đời anh gặp muôn vàn bất hạnh. Theo tờ Metropolis của anh đưa tin, cậu bé người rừng có tên là Zhang Ziman Ellie, 21 tuổi, hiện sống biệt lập bên trong khu rừng sâu ở Rwanda, Đông Phi. Người mẹ của Zhang Ziman Ellie cho biết ngay từ nhỏ, cậu con trai bé bỏng của bà đã có nhiều điểm dị biệt trên khuôn mặt so với các bạn đồng trang lứa. Đầu chỉ to bằng một quả bóng tennis, gương mặt rất lạ. Tờ Metropolis đã có buổi trò chuyện cùng mẹ của Ellie. Được biết ngay từ nhỏ, cậu bé này đã bị khuyết tật khả năng nhận biết, không thể giao tiếp và chỉ có thể ăn cỏ để sống. Vì bị khuyết tật về khả năng nhận thức nên Ellie không thể đi học và giao tiếp cùng với mọi người. Càng đáng thương hơn khi Ellie là đối tượng bị mọi người bắt nạt, nhưng người thường gọi cậu là khỉ hoặc vượn người. Người mẹ cho biết thời điểm trước đó, đêm nào bà cũng phải chạy theo Ellie vì cậu thích chạy trong rừng cả ngày, đến mức có tuần chạy đến 230 km. Trước khi Ellie chào đời, mẹ của cậu bé đã từng mất đi 5 người con. Vì vậy, tác giang đời thực này chính là niềm may mắn hiếm hoi trong cuộc đời của bà. Chia sẻ với truyền thông, bà cho biết, thời điểm đó quả thật rất khó khăn và đầy đau thương. Người mẹ này đã cầu trời vào mỗi ngày với mong muốn có được một đứa con dù cho không hoàn hảo, nhưng vẫn là niềm hạnh phúc của bà. Vì hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, bà không chỉ chăm lo cho cậu con trai mà còn có cả những thành viên khác trong gia đình. Khi nhìn thấy tình cảnh đầy éo le này, nhiều tổ chức thiện nguyện đã chính thức kêu gọi mọi người quyên góp tiền để giúp đỡ mẹ con cậu bé tắc răng đời thực có tên là Ellie. Theo kênh truyền hình Afrimax TV, nhiều người dân làng đã giúp mẹ Zhang Ziman chăm sóc con, không để chàng thanh niên vào rừng. Nhiều người hàng xóm buộc phải theo dõi Ellie và đuổi theo để bảo vệ anh chàng khỏi nguy hiểm. Chia sẻ với phóng viên, mẹ của Zhang Ziman Ellie nói, con tôi luôn gặm cỏ như một con vật, nó luôn chạy trốn. Ellie được mô tả là chạy nhanh như Usain Bolt và dành cả ngày để chạy trong rừng. Ellie không biết nói và chỉ có thể giao tiếp bằng sóng. Để đuổi kịp con, mẹ của Zhang Ziman tạo ra một sợi dây có vòng tròn và ném sợi dây qua người con để kéo con lại gần. Một hàng xóm cho biết, mọi người đều biết Zhang Ziman khác biệt. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một người có thể chăn thả trên đồng và dựa vào đồng cỏ như những loài động vật khác. Nó có thể sống sót trong rừng.
Giang Zeman Eli không giống như cậu bé người vượng Du Zhen Huan của Trung Quốc có thể dùng tài năng, niềm đam mê âm nhạc của bản thân để hòa đồng với xã hội và còn có bạn gái yêu mình thật lòng. Cách sống hoang dã biệt lập của Eli khiến cậu bé trở nên xa lạ với thực tại và trong tương lai cũng vẫn sẽ như vậy. Tuy nhiên họ đều là những cá thể sống như bao người và đều đáng được tôn trọng, yêu thương.